Chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ học một đoạn đối thoại khi mà chúng ta cần đi khám bệnh, hay là chúng ta ở Việt Nam còn gọi là đi khám bác sĩ. Tức là chúng ta có đau ốm gì đó, chúng ta đến phòng khám và chúng ta nhờ bác sĩ khám bệnh. Vậy thì chúng ta cần phải nói những cái gì? Nhiều bạn thì rất là ngại đi khám bệnh, đã đành là một chuyện. Thứ hai nữa là vào đó không biết nói gì, đúng không ạ? Chúng ta yên tâm đi, vào đó bác sĩ cũng hỏi đơn giản thôi, không có gì cả. Đầu tiên, chúng ta vào nhìn thấy bác sĩ, câu đầu tiên bao giờ chúng ta cũng phải chào hỏi. Chúng ta sẽ nói rằng là Dobrý den, doktor. Dobrý den, doktor, có nghĩa là xin chào bác sĩ. Hoặc là chúng ta có thể chào một cách đơn giản hơn và sử dụng cái câu Здравствуйте. Здравствуйте, doktor. Các em lưu ý là chữ V này chúng ta bỏ qua. Здравствуйте, здравствуйте, doktor. Xin chào bác sĩ. Bác sĩ có thể trả lời chúng ta Добрый день. Thì bác sĩ sẽ trả lời Добрый день. Добрый. Bác sĩ chỉ cần trả lời lại là Добрый. Здравствуйте. Hay là Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Người ta trả lời lại như vậy. Và sau đó thì bác sĩ thường thường hỏi luôn chúng ta là На что жалуетесь? На что жалуетесь? Có nghĩa là động từ жаловаться, có nghĩa là chúng ta kêu ca gì về vấn đề gì đó. Нếu như bác sĩ hỏi На что жалуетесь? Có nghĩa là ông có vấn đề gì, muốn hỏi về vấn đề gì, hay là có vấn đề gì lo lắng. Đó, bác sĩ thường hỏi cái câu này nhất. На что жалуетесь? На что жалуетесь? Đọc là На что жалуетесь? На что жалуетесь? Đó là câu hỏi mà người ta thường xuyên hỏi nhất. Nhưng mà trong khi nếu như người ta nói, người ta châm trước cho chúng ta là người nước ngoài, thì bác sĩ có thể hỏi đơn giản hơn. Что у вас болит? Có nghĩa là anh bị đau cái gì? Cái gì đau? Что у вас болит? Что у вас болит? Là anh bị đau cái gì? Thì chúng ta lúc đó thì chúng ta sẽ nói là У меня голова болит. У меня голова болит. Là tôi bị đau đầu. У меня голова болит. У меня голова болит. Và lúc đó bác sĩ có thể hỏi А горло болит? А горло болит? Thế họng có đau không? À gorla balit. À gorla, đây là đọc là gorla. À gorla balit, họng có đau không? Chúng ta có thể trả lời Da i gorla balit. Có, họng cũng đau. Chúng ta nói là họng cũng đau. Da gorla balit. Da i gorla balit. Có, cả họng cũng đau. Bác sĩ sẽ hỏi thêm Кашель есть? Có nghĩa là có ho không? Кашель есть? Кашель есть? Кашель есть? Có nghĩa là có ho không? Chúng ta có thể trả lời Да, кашель есть. Có nghĩa là có ho. Có ho. Да, кашель есть. Да, кашель есть. Nhưng mà nếu chúng ta không ho thì chúng ta sẽ nói нет, кашля нету. Chúng ta có thể nói нет hoặc là нету đều được. Нет, кашля нету. Нет, кашля нету. Кашля нет. Không, không bị ho. Và lúc đó bác sĩ sẽ xem bác sĩ sẽ muốn xem họng. Người ta rất là thường xuyên, nếu mà nói viêm họng người ta sẽ xem ngay. Người ta sẽ nói Откройте рот. Hãy mở miệng ra. Откройте рот, hãy há miệng ra, mình gọi hãy há miệng ra. Откройте рот. Откройте рот. Откройте рот. Và đôi khi mà cái người bệnh nhân há miệng ra nhưng mà cái lưỡi nó che mất cuống họng thì người ta sẽ nói Говорите а. Hãy nói chữ а. Говорите а. Говори, hãy nói chữ а, có nghĩa là
hay nói chữ A để làm gì? Khi nói chữ A thì là người ta sẽ nhìn thấy cuống họng của mình, cho nên người ta nói говорите A. Lúc đó thì mình chỉ cần nói A thì là lúc đó là đã đáp ứng được yêu cầu của bác sĩ rồi. Sau đó thì bác sĩ có thể nghe tim và nghe phổi của chúng ta. Bác sĩ sẽ nói hãy cởi áo ra. Раздевайтесь. Là hãy cởi áo ra. Hãy cởi áo ra. Раздевайтесь. Và người ta có thể nói rõ hơn. Ví dụ nói раздевайтесь có nghĩa là hãy cởi quần áo ra. Nhưng mà cũng có thể người ta sẽ nói rõ hơn. Раздевайтесь по пояс. Có nghĩa là hãy cởi áo cho đến ngang thắt lưng, tức là chỉ cần cởi áo thôi. Раздевайтесь по пояс. По пояс có nghĩa là hãy cởi áo ra cho đến ngang thắt lưng. Раздевайтесь по пояс. Và bác sĩ có thể nói là сейчас я буду слушать вас. Có nghĩa là bây giờ là tôi sẽ nghe anh, đó là nghe tim nghe phổi. Сейчас я буду слушать вас. Сейчас я буду слушать вас. Là bây giờ tôi sẽ nghe tim nghe phổi anh đấy. Đó, nghe bằng cái ống nghe ấy. Так. Khi mà nghe tim nghe phổi thì bác sĩ có thể nói выдохните. Выдохните có nghĩa là hãy hít vào, hít thở vào đấy. Hãy hít vào, выдохните. Выдохните. Hoặc là người ta có thể nói выдохните. Có nghĩa là hãy thở ra. Hãy thở ra. Hãy thở vào, hãy thở ra, chúng ta hãy thở ra, thở vào thật sâu. Выдохните. Đó, sao thở ra? Là thở ra thật sâu để làm gì? Để cho người ta xem là cái tiếng trong phổi khi mà hít thở nó sẽ như thế nào. Выдохните и выдохните. Выдохните и выдохните. Đó, đó là cái yêu cầu của bác sĩ khi mà người ta muốn nghe tim, nghe phổi, nghe mạch của chúng ta. Sau đó thì người ta có thể đo huyết áp. Người ta muốn đo huyết áp thì lúc đó thì y tá sẽ bảo là bây giờ tôi sẽ đo huyết áp. Сейчас я проверю давление. Bây giờ tôi sẽ đo huyết áp. Thì сейчас я проверю давление. Сейчас là bây giờ. Я проверю давление. Давление. Сейчас я проверю давление. Đó có nghĩa là bây giờ tôi sẽ nghe huyết áp, các em cần phải học cái chữ này. Давление. Давление. Проверю давление. Đó. Sau khi khám xong rồi thì bác sĩ sẽ có thể nói là у вас ничего, только горло болит. Có nghĩa là anh không có vấn đề gì đâu, chỉ có đau họng thôi. У вас ничего, только горло болит. Chỉ có đau họng thôi. Hoặc là bác sĩ có thể nói rõ hơn, đây là nói đơn giản cho mình dễ hiểu. У вас ничего, của anh không có vấn đề gì cả. Только горло болит. Hoặc là bác sĩ sẽ nói у вас воспаление горла. Anh bị viêm họng. У вас воспаление горла. У вас воспаление горла. Là anh bị viêm họng. У вас воспаление горла. Sau đó thì bác sĩ sẽ nói сейчас я выпишу вам рецепт. Bây giờ tôi sẽ viết cho anh cái đơn thuốc. Сейчас я выпишу вам рецепт. Сейчас я выпишу вам рецепт. Рецепт là đơn thuốc. Сейчас я выпишу вам рецепт. Sau đó thì bác sĩ có thể nói là покупайте лекарства и принимайте по инструкции. Покупайте лекарства и принимайте по инструкции. Có nghĩa là hãy mua thuốc và hãy uống theo chỉ dẫn. Покупайте лекарства и принимайте по инструкции. Hãy mua thuốc và uống theo chỉ dẫn. Инструкция là hướng dẫn. По инструкции là hướng, là theo chỉ dẫn. Động từ uống thuốc có nghĩa là принимать. Принимать là uống thuốc, chứ chúng ta không nói là пить, không nói là пить thuốc nhé, mà принимать лекарства по инструкции.
Lúc đó thì chúng ta có thể hỏi bác sĩ: Когда мне надо еще раз прийти к вам? Có nghĩa là Когда мне надо еще раз прийти к вам? Khi nào thì tôi lại cần phải đến gặp bác sĩ? Khi nào thì tôi lại cần phải đến gặp bác sĩ? Bác sĩ nếu mà bình thường thì bác sĩ sẽ ấn định là ngày nào đó đến. Ví dụ như là Придите через два дня. Придите через два дня. Có nghĩa là sau 2 ngày nữa lại đến. Придите через два дня. Hoặc là три дня, 3 ngày. Hoặc là пять дней, hoặc là 5 ngày. Hoặc là cũng có thể là không cần đến. Bác sĩ sẽ nói Не надо приходить. Примите лекарство и все. Không cần phải đến, chỉ cần uống thuốc thôi là khỏi. Не надо приходить. Не надо приходить. Примите лекарство. Примите лекарство и все. Chỉ cần uống thuốc là mọi việc sẽ ổn. И все в порядке. Đó, ví dụ thế. Не надо приходить. Не надо еще раз приходить. Hoặc là có thể nói Не надо еще раз. Еще раз приходить. Не надо еще раз приходить. Примите лекарство и все. Chỉ cần uống thuốc thôi là xong. Sau đó thì chúng ta sẽ chào bác sĩ. Спасибо. Спасибо. Và các em lưu ý là không nói до свидания ở trong bệnh viện. Ở trong bệnh viện, ở trong đồn công an là không bao giờ nói до свидания. Bởi vì chẳng ai muốn gặp bác sĩ lại làm cái gì, và cũng chẳng ai muốn gặp lại ông công an làm cái gì, đúng không ạ? Cho nên những cái trường hợp đó là chúng ta không nói до свидания, mà chúng ta chỉ nói là спасибо. Thế thôi, và chúng ta đi thôi thì người ta hiểu, đúng không ạ? Đó, các em lưu ý, đó là cái truyền thống của người Nga. Có những cái nơi mà người ta không đến là bệnh viện là một, công an là hai, tất cả những cái vấn đề về pháp luật là người ta không nói до свидания. Đó. Vậy thì bài ngày hôm nay hướng dẫn các em cách đi khám bác sĩ, cách đi khám bệnh khi mà các em bị đau đầu. Đó, tôi sẽ làm thêm những video khác để khám, đi đến khám ở trong những trường hợp khác nữa. Cảm ơn các em và chúc các em học tốt. Bài học của chúng ta xin tạm dừng tại đây. Các em đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông để nhận bài thường xuyên. Bấm like, viết bình luận bên dưới và nhớ chia sẻ bài để cho kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các em học tốt, có cuộc sống bình yên, luôn thành công và toại nguyện mọi ước mơ của mình.